Xin chào đến mọi người. Hiện tại là GoFood đang có mặt ở khu vực quận 9 cũ, ở đây là đường Nguyễn Duy Trinh. Anh Phong, đúng rồi. Thì anh Phong là một khán giả trên kênh GoFood, thì anh có biết một cái hoàn cảnh khó khăn ở gần nhà của anh, thì anh có liên hệ GoFood, thì hai anh em mới có hẹn ở đây, và cũng như là chút xíu nữa thì nhờ anh Phong sẽ dẫn GoFood với mọi người vô thăm hoàn cảnh. Nhưng mà trước mắt là nhờ anh Phong có thể là chia sẻ cho em mọi người biết là cái hoàn cảnh này, cái khó khăn là như thế nào. Cái hoàn cảnh này nói báo cáo khán giả là hoàn cảnh là em đang 19 tuổi, đang học lớp 12, bị bệnh tim nhưng bây giờ nhập vào khớp, không thể đi lại được. Mà giờ có hai mẹ con đang ở phòng trọ, cho nên hoàn cảnh rất khó khăn. Nhờ kênh YouTube đi nè và các mạnh thường quân cũng hỗ trợ giúp đỡ em để em vượt qua cái những khó khăn lúc này. Cái cháu này là nam hay là nữ vậy? Là nam anh ạ. Nam. Vâng. Rồi mình biết cái thông tin là cái bạn này là nghỉ học là bao lâu rồi? Nghỉ học thì nói chung là nghỉ học thì cũng được một thời gian dài để mà học rất là giỏi. Có học bổng luôn. Có học bây bổng giờ luôn. Có học bổng, bây giờ không học không còn đi lại. Năm nữa là tốt vâng. nghiệp rồi, dạ, chuẩn vâng. bị vô đại học rồi. Dạ vâng. Dạ. Và bây giờ không đi lại được. Còn phía về người mẹ thì công việc của người mẹ là? Người mẹ thì anh ấy là bán cá ở chợ này, cái chợ nhỏ này. Vâng. Còn người cha thì mất rồi, là chỉ có hai mẹ vâng, con thôi. Còn hai mẹ con mướn nhà trọ ở gần vâng, đây. Mướn nhà trọ ở gần đây. Dạ. Vâng. Bây giờ trước mắt đó là mình vô mình thăm hỏi gia đình, dạ, sau dạ. đó thì xin phép với anh Phong với lại là dạ. gia đình của hai mẹ con này chia sẻ về dạ, cái câu dạ, chuyện dạ. ngày hôm nay. Dạ vâng. Nha anh. Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn các anh. Dạ. Vâng. Nhờ anh dẫn vô dạ, dùm vâng, nha. Rồi, dạ vâng. Rồi, rồi, rồi. Mời các anh chị. Dạ. Mời anh Phong với chú vô. Phong vô nhà luôn. Đi chú. Chú này là cũng hàng xóm luôn. Hàng xóm, hàng xóm. Vâng, cũng đây toàn hàng xóm. Còn cô đây là còn chị là hàng xóm hả? Dạ. Chị với lại ba nói là chị em kết nghĩa lâu rồi, ba nó mất rồi. Dạ. Em thấy chị quen quen mới gặp. Ok, em có vô nhà trọ 47 em hỗ trợ cái gì á. Phải không anh? Sao chứ? Của mùa dịch á. Nhà trọ 47 đường nào ta? Ở đường Gò Cát mình nè. À vô nhà bà già một căn tao bị bệnh nó đó. Không nhà bà già bị mù đó. À rồi rồi, nhớ chị là chị Hương hay chị gì? Chị giờ là nhớ rồi, bà thấy chị quen. Thằng nhóc này bữa hổm nó bệnh quá rồi chị mới xin hỗ trợ cho em để em có tiền đi điều trị do nước biển rồi. Bữa nay chị la thì nó rỡ lắm, nó không có gì. Con tên gì? Chào Nguyễn Hoàng Lộc. Lộc nha. Ừ. Thì như thế này nha Lộc, thì chú có một cái kênh thiện nguyện ở trên mạng đó, thì mấy cô với lại mấy chú thì có xem được đó, có xem được thì nói là có biết cái bệnh tình của con đó. Thì chú xin phép là chú chia sẻ, ví dụ như không phải là ý kiểu mà tiền nong hay là cái gì, nhưng mà ý chú nói á, ví dụ như người xem ở trên kênh của chú đó, nhiều người ta biết về y khoa với là bệnh tình nhiều, có kinh nghiệm nhiều đó, thì để cho cô chú anh chị người ta chia sẻ để cho con có cái sức khỏe nó tốt hơn nghe Lộc nha. Hiện tại là bây giờ cái tình hình sức khỏe của con như thế nào, con hãy nói cho chú với mọi người nghe được không? Dạ con bị đau lưng với đau chân, đi đứng khó lắm. Đau lưng với lại đau chân. Dạ đau xương sống với đau hai đầu gối. Đó, bị lâu chưa Lộc? Bị từ tháng 7 tới giờ. Tháng 7 tới giờ 10 12 7 8 tháng rồi ha. Dạ. Đó. Thì tự động là nó bị vậy đó đúng không Lộc? Dạ đúng rồi, từ lúc học online tới giờ là bị, không biết sao bị luôn. Đang học lớp 12? Dạ năm nhất, năm nay là năm nhất rồi. À năm nhất rồi đó hả, vô đại học rồi hả? Dạ. À, đang học trường nào? Dạ Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng ở dưới quận 7 hả? Dạ đúng rồi. Dạ.
cô ngồi đây đi con. Không sao đâu. Hai áo mũ trang được không? Được. Có chích ngừa hết rồi. Chứ nó bị hở hai bên tim á. Nó bị tim, bây giờ nó đi cũng. Trong 7 tháng qua đó cô, thì đi những cái nơi nào để mà khám cho Lộc rồi? Nó đi qua phường 9. Để cô phường 9 á. Như viện Bình vậy là cô không đi được, mượn người ta đi dùm, vì cô không biết chữ. Chứ cô không đi, mượn người ta đi dùm, chở đi dùm không à. Chở đi. Dạ. Rồi qua đó họ kết luận như thế nào? Khám tổng quát là nó bị tim, rồi nó bị phổi gì tùm lum hết trơn. Có bệnh án là tôi không biết. Đâu, Lộc, lấy cho chú con coi nè. Rồi chân sống thì chụp bên quận 9. Dạ. Dạ, bị vẹo cột sống, bị viêm đa khớp. Dạ, viêm đa khớp thì bên kia cái này thì tôi đang bên đây nè. Con này là khám cục quá. Dạ. Đây. Cái này mấy chú có coi, mấy anh có coi chưa? Có xem này chưa? Để em đọc luôn nha. Ở đây là họ để cái chẩn đoán. Cái này là ở Bệnh viện An Bình ở bên quận 5 ha. Là để là viêm phế quản cấp không phân loại. Rồi theo dõi khi nghi ngờ mắc bệnh lao. Nghi ngờ thôi. Viêm phế quản hơn rồi. Rồi cái việc mà nó đau cột sống với lại là mỗi ở hai cái khớp thì sao? Nó không có cho cái lượng. Mà cái kia là cái nhà thương kia là mất rồi mấy giấy rồi, cái nhà thương kia thì em ra bị viêm gì là úc, viêm gì? Viêm da khớp, viêm da khớp. Viêm vẹo cột sống. Viêm vẹo cột sống. Thì là viêm da khớp của vẹo cột sống. Còn cái này thì tôi không biết chữ, người ta đi dùng. Mà người ta đi khám không có dùng. Họ chỉ điều trị là có nghĩa như thế này mấy anh, là cái này là họ khám, là khám đi khám để ra kết quả thôi. Đúng chứ rồi. Thật ra là chưa có kết quả chính xác đâu. Cái này mình phải đi chụp hình hoặc là lấy sinh thiết hoặc là cái gì đó nó kỹ thêm. Mà sao mình đi ra tới bệnh viện An Bình, trời ơi tôi không chữ rồi, mượn người ta đi chùm, người ta chở đi dùm. Bảo hiểm của Lộc là ở đâu? Ở quận 9 này hả? Dạ, bệnh viện quận 2. Quận 2. Thì mượn người ta đi dùm, người ta đi đâu đi chứ tôi đâu biết đâu. Ta ra tiền xe, ta tiền xe vậy đó. Chở chiếm vậy thì 200.000 bạc. Đi mấy lần rồi? Cái này đi 5 lần rồi đó mà không ứng quả gì hết trơn. Họ cũng đưa đi, họ đưa cũng đưa thuốc cho uống. Đưa thuốc uống mà thường miếng gì uống gì cũng hết vậy hết. Còn có lần đêm sừng chính thì nó là viêm viêm quá cột sống gì đó, chứ bị quẹo cột sống. Đâu quay qua đây coi. Xe qua để chú dở lên nha. Đau chỗ nào? Đâu để chú ịnh nha, chú ẩn đây. Đó, chỗ này phải không? Đau ngay đây. Giờ chú ấn vô còn có đau không? Dạ hơi đau hả? Từ cái đây đúng không? Đây phải không? Đây đi xuống đây phải không? Đây cái này thì mấy anh coi nè ha. Ví dụ như cái này thì em cũng không có để ý, nhưng mà mình cái chỗ mà Lộc nó nói đau á, từ cái chỗ này cho tới cái chỗ này á, cho chỗ này nó thì mình thấy khác, nó không có giống ở trên đây, nó có bị phù sưng ngay chỗ cái đoạn này nè, ngay cái đoạn này nó là nó cách ngay chỗ cái cột sống là đi ra khoảng chừng vài phân nữa đó, nó có một cái như đây nè, nó thấy rõ là đau ha, nè đau ha, đúng không Lộc? Đau không Lộc? Tới đây phải không? Hơi tới đây còn đau không? Dạ, ấn mạnh. Ấn mạnh thì đau hả? Dạ. Còn trên đây? Dạ, không đau hả? Vậy là ngay cái đoạn này từ ở dưới xương, ở dưới phần mông đi lên đây. Ngay là bớt hổm sưng dữ lắm. Hổm sưng lên luôn hả? Sưng cù dữ lắm, sưng cù mà đỏ dữ lắm rồi. Hôm ngày đi khám ông bóng nguyệt đó, ông thấy vậy nè, ông bấm giùm. Không thấy nguyên hoàn cảnh gì đó. Nhưng mà có kết quả không? Có nghĩa thấy là đỡ em, không? Nó đỡ hơn, hổm nó sưng dữ lắm. Rồi. Là con quay lại coi, còn cái phần đầu gối thì sao? Đầu gối giờ ăn cầu với cái này dai giờ không được. Cái dai nữa hả? Cái dai giờ không được nữa. Cái dai kiểu bị khớp mà dơ lên thì nhất vậy nè. Dơ lên thì nhất hả? Bên kia cũng vậy luôn hả? Không, bên kia, bên đây thì không. Hay là bên bên phải. Rồi ở cái phần chân. Vậy
Sao không có mặc mấy cái quần nó đi nập ấy nó chứ để hai mấy vậy chứ đâu nó gì hết được. Rồi chú qua bên đây rồi chú coi coi để ấy cho mọi người coi kỹ chỗ nào đây ý là bây giờ con thẳng chân ra được không? Tối ngủ sao? Tối ngủ phải ngồi ngủ ngồi vậy hả? Dạ không ngủ nằm nhưng mà chân ghét gối. Phải dở dở ra để cái gối ngủ mới được. Vậy đó là đau phần bên đây hả? Bên hông bên đây. Bên đây có đau không? Dạ hơi đau. Nó rung rung. Nó rung rồi đó. Bên đây vậy. Bên đây cũng vậy luôn hả? Bên đây thì đỡ hơn cũng vậy mà đỡ hơn. Đâu? Cái nó rung cái lúc. Nó mạnh hơn cái chân trái. À, là như vậy nha mọi người, ngoài cái cột sống ra thì bên tay tay phải của Lộc á thì dở lên không được, tay trái thì bình thường đúng không, còn ngược lại thì ở dưới chân thì nó đi ngược lại là chân trái là đau hơn chân phải và nó xéo gì đó nó ngược. Rồi lúc trước có chơi thể thao gì được không? Không có chơi thể thao à? Học không? Bệnh tim nữa hả? Là lúc trước là nó gầy như vậy hả cô? Nó cứ gầy gì đó. Nó đỡ, nó không hề hung gì nhưng mà nó giờ, bị tim. Giờ rồi. Bị đau và cái ăn uống nó khó chịu nên là nó đau nó phát ăn cũng đỡ nó như vậy đó. Rồi giờ nó đỡ mà hổng mình là không còn xương da không. Hôm nay vậy là đỡ chứ lắm được 2-3 phần rồi đó. Ngày một cử ăn được một chén không? Chén cơm không? Dạ ở trong mình cũng biết. Cũng biết rồi. Xíu kìa, hay bỏ mướn. Xíu kìa. Bớt ăn một xíu. Nghỉ học bao lâu rồi? Học online. Học online. Dạ, đang giờ đang còn học online. À, chị là chưa vô học trực tiếp hả? Dạ, mùng 7 tháng 3 thứ hai tuần sau. Rồi chắc là không đi học. Không biết. Không biết đi sao. Có xe máy đi không? Có nhưng mà đâu dám chạy đâu. Trên cái này chạy là bị thốn thì nhưng mà sức khỏe gì chạy xe đâu. Qua mắt đưa ra nạp đêm mắt đưa mắt mướn ở đi đó. Mắt mướn đưa đây lên xuống hết trăm cửa ngàn xe đi ngày. Mà giờ biết như vậy sao mà học được. Mà nghỉ thì không dám được, mà học thì làm sao thì cậu cũng chết. Cậu nghỉ. Này ba của con hả? Dạ. Có cái thuốc đâu cô lấy cái thuốc cho họ thuốc đưa. Thuốc nó đi, nó uống đâu, thuốc nó uống được, uống nhầm mạnh thì không nổi. Nó đi học đứng không dậy được, mà đâu rồi đấy. Nó đứng không được. Nó chỉ ngồi, đứng thì mắt mình cơ sức gì nào đỡ nó lên nó đứng được. Còn không cơ. Hôm nay nhìn chị Chi bởi nãy nhìn vô thấy quen anh, nhưng mà hôm nay mình nhìn chị Chi thấy khác hơn bữa ha. Già quá không có gì nằm bệnh viện bỏ về đó. Uống vô là không đỡ đúng không? Cái này là đỡ nè. Giảm đau. Còn cái này uống vô là mệt. Uống được chịu nổi. Còn này uống phá bao tử. Này hết rồi mà. Còn mấy gì? Rồi thuốc rồi. Thuốc bọc không. Uống vô là mệt, uống là không được mà. Rồi không dám. Mấy thuốc này thuốc cơ bản thôi em không chứ nó không có nó là kỳ gì đó. Dạ, chịu không nổi. Uống vô là mệt, chịu không nổi rồi không chứ. Uống vô nó giật nó làm mệt. Theo như anh Phong với lại là vợ chồng của chị Chi đó thì nếu mà cái bệnh này đó thì mình nên đi bệnh viện nào là thấy phù hợp nhất? Bây giờ nó bị xương sống thì đi trung tâm chỉnh hình. Nên rồi, người ta nói là ai cũng còn chơi thôi. Ai cũng hai chơi thôi chơi đấy. Tại vì giờ mà không còn cảnh đi. Ở một tính đi lắm thì mà không còn cảnh đi thôi. Học cho nó nói con bây giờ mình học thì đi được thôi chơi đấy con. Nó gắng chịu đi chứ sao giờ kia là khỏi. Hết được nghe hỏi nó nói chứ. Gắng chịu. Nên là con hỏi tiền rồi gửi cho con này chịu chứ giờ tiền làm đi. Cô là người ở quận 9 luôn hả? Ở đây luôn, gốc Sài Gòn luôn. Ở quê lên đây mấy chục năm. Ở quê ở đâu? Cần Thơ. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? 62 tuổi. Tại vì kêu cô là tại vì thấy Lộc là mình kết hôn muộn hả cô hay là sao? Trời ơi, nghĩ sanh rồi mà tới 4 mấy tuổi mới sanh nó. Chứ đâu phải là muộn. Có nhà chị em này có chồng vợ hết mà xa mà ngủ nghèo cứ hoang không là Lộc là Út ha. Dạ. Hồi đó hồi giờ ông ở gì ở con mướn gì đó rồi ông chết rồi hai mẹ con vậy đó. Rồi
về nhà gửi gặp dịch nữa, trời gặp dịch là quá. Cô là bán cá ngoài chợ. Bán cá sốt gì đó còn ăn được quậy bắt. Chắc này hôm qua nó lấy bông nó đồ chân. Mình bán đâu có sạp đâu, mình bán la mà. À, sẽ đấy. Bữa nay có bán không cô? Mới bán mới chạy về đây nè, rồi cái mới dẹp nãy đó đi ngang thấy dẹp đang dẹp rồi này kêu bỏ về đó. Còn không mà tôi đi giờ tôi chưa gãy đó mà không có tiền rồi không đi được. Cái này đi chợ rẫy ha. Chợ rẫy. Đi chợ rẫy là nó chụp hình tổng quát hết. Là ở đây có nó bị cái gì mới chạy được. Yeah. Chứ mà kiểu như là phải chạy phải là coi bệnh sao. Rồi mình quyết định là mình chạy cách nào là nó phải từ tối. Còn mà vô khám cũng như đơn sơ cái đã rồi mình mua thuốc về uống. Cho thuốc về uống nó cũng tác dụng thôi. Nó cũng không xử lý được. Cái này không phải là kiểu mà tại ví dụ như nó có chơi thể thao đi, ví dụ nó bị cột sống hay là bị gì thì cái đó nó bình thường. Còn cái này tự động ấy là có cái vấn đề gì đó đó. Tại từ nhỏ giờ là nó không có nó học về rồi. Nó học là toàn là hạng nhất không bằng khen hạng nhất không quá trời bằng khen khen từ lớp chưa bằng khen quá đây cái khen nha này là tiểu học 2013-2014 bằng khen nè bằng khen khỏe nè một đống nè dữ lắm. Ừ. Rồi thêm nữa Lộc ơi là cái lớp 1 cái gì? Từ giờ từ hồi lớp 1 cho tới tới học bây giờ đó là cái năm nào hay là có thi cái gì rồi là nó quy mô được không? Dạ lớp 4 thì thi toán. Thi toán ở quận hả? Dạ thi toán cấp quận. Quận lớp 6 nữa. Lớp 6 thi toán được gì rồi lớp 11 thi hóa cấp thành phố luôn hả? Rồi được sẽ được giải khuyến khích à? Dạ được khuyến khích rồi cũng được rồi dạ. Giỏi lắm mới được thi thành phố chứ đâu phải trời ơi năm nào cũng hạng nhất không dạ, à dạ chứ thằng khen nó nè quá khen nó không đó không dán lên hay là để vô tủ lỡ mất rồi để khen là dữ lắm từ lớp 1 tới lớp 11 nè. Có học bổng gì không? Tới bây giờ vô đại học là có học bổng gì không? Không, cho được 3 triệu học bổng á. Lớp 1, 2 nè vẫn còn. Rồi cái này cái gì? Giấy khen thôi khỏi nói rồi. Nó có con dây toán à. Nhà tôi học trẻ, không về nó đâu cũng biết. Nhà tôi học trẻ là ba nó thích nó lắm. Nhà toán học trẻ hả? Dạ, nhà tôi học trẻ. Các bạn nhà tôi học trẻ đông phái trong đó lắm, không biết không cần cái miếng đó. Nhà tới dọn nhà rồi mất. Ừ, ba đóng thư ông thích các bạn nó miếng nó lắm. Mất cái đó này hả Lộc? Dạ mất. Không biết quá đâu lạc mất miếng nó cũng được. Cái giờ mà đi bán cá của cô là mấy giờ? À, 1:30 đi. 1:30 tối hả? Ở sáng đó. Khi về cửa phía. Mấy giờ về con? Giờ 5 giờ mấy về. Rồi cơm nước với đồ ăn là ở nhà ai nấu? Đi về nấu quỷ theo được mình đi luôn. Đâu có nấu được hết, em mới luôn ra. Phải về nấu cơm ăn về thôi chút xíu vậy. Ở nhà bán cá có khác hay ở đây toàn đồ ăn toàn là cá đó, không? Vậy đó, không có ăn đâu, ăn qua cá khô đi. Cá khô. Về nhà dẹp dọn xưa về nhà chơi dẹp dọn ra nhà cửa. Mình ở trọ đây được bao lâu rồi cô? Nay cũng 4-5 tháng rồi chứ làm kia ở bên kia thì nhiều lắm. Về nhà hư mới qua đây này, cũng sát bên này. Ở đây được 4-5 tháng rồi hả? À, dịch thời dịch bị bệnh thiếu tiền ta đó, ta không có ở nữa. Cái mới qua đây rồi dịch hết dịch tới giờ. Cô bán cá là được bao lâu rồi? Mấy hôm nay gần mười mấy 20 năm rồi đó mà không có dư. Mình không có cũng không có tính chuyển cái nghề khác. Biết chuyển gì giờ? Ừ. Chuyển gì được mấy giờ? Trong số các người con của cô đó thì tất nhiên là Lộc là nhỏ nhất, là còn những người khác là đã có gia đình rồi. Yeah. Nhưng mà trong tất cả người con của cô là có ai mà gọi là thông minh với là học giỏi như Lộc không? Không, bị khổ rồi đó, đâu có học đâu, anh Lộc học nó nhỏ kia thì lớp 2, lớp 3 mấy người kia là thế hệ trước rồi nha. Ừ, đi mà hồ rồi không, cái đâu có học đâu, cái anh Lộc nó học đó.
Hồi nãy con nghe cô nói về ba của Lộc là chắc là chú tự hào lắm ha, có con trai. Trời ơi, ông đi học gì ông đọc nghe học con giỏi mừng lắm. Đi thi cấp quận, cấp thành phố không mà. À, ông nói cha tao không thi thôi, thi là đậu, mừng lắm. Mà gặp ông bệnh, cái ông kinh bông, cưng khổ, kinh bông té, ông giật cái sống chết. Chú mất lâu chưa con? Nay 6 năm rồi. Nhưng mà mình làm gì làm thì mình cũng phải lo cho con mình học tới nơi tới chốn ha. Dạ. Mặc dù là bây giờ đang trong cái giai đoạn khó khăn nữa là bị bệnh nữa. Dạ. Mình có bị tim nữa nè. Thành làm như là di truyền hả con? Cô bị tim mà Lộc. Không biết phải không mà đó, sanh nó ra mới 4 tuổi ngày nay bị tim rồi cái giờ đó. Cô bị hở hang bao quanh vậy nè. Ở ngoài chợ này là ai cũng biết, là với lại ở trong khu phố là ai cũng biết là Lộc học giỏi gì luôn hả? Dạ biết. Dạ biết. Mấy bạn rồi với mấy người bạn bà già của bạn mà đâu cũng biết, mà cô cũng biết lắm, cô ai cũng biết. Nếu mà kiểu mà phải dành cái thời gian để mà đi điều trị bệnh rồi ngưng cái việc học thì cô thấy như sao? Tính kêu nó bị gì sức khỏe là hơn rồi chứ, lo nó học, lo nó hết bệnh rồi nó học, nó là sợ ta trời trường không cho. Ừ. Nó là sợ vậy mà cô không biết sao, nó cô không biết sao giờ. Yeah. Nếu mà cái việc học của Lộc đó thì nó suôn sẻ đó thì mấy năm là ra trường và công việc mình mong muốn là công việc gì? Cuối năm thì xong ra thì con học công thông tin mà nên ra làm công ty. Làm công ty? Vô công ty nữa rồi. Chứ con không có tính là thi tiếp tục để mà thi gì đó, thi cấp quận rồi cấp thành phố nữa hả? Dạ không, giờ đại học nên muốn nhẹ nhàng hơn xíu. Muốn nhẹ nhàng. Còn thêm nữa là cái tiền mà đóng tiền đại học rồi cái thứ đó là, thì như thế nào Lộc? Thì mẹ đóng hay là mẹ, mấy... Mẹ tôi khác mà đóng cho ai. Một khóa là bao nhiêu tiền? Một học kỳ là hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu. Thế một năm cỡ hơn 25 triệu. Một năm là nó gần tới 3 lần đóng rồi hả? Tại một năm nó có 3 học kỳ, học kỳ hè nữa. Mà học kỳ hè thì nó rẻ thôi. 25 triệu với những cái chi phí vắc xin nó cho thêm khoảng chừng 15 triệu nó đi ha, cộng 40. Dạ không đâu nhiều gì. Không nhiều gì hả? Rồi lấy tiền bỏ túi rồi chứ ngoài 25 triệu ra, ví dụ như còn 15 triệu đó, ví dụ như đi xe cộ, xăng cộ, ăn uống rồi các thứ, đúng không? Nó lại nhiêu là nhiêu, là nó lại nhiêu là nhiêu. Chứ 15 triệu là còn ít đó, nếu mà chi phí riêng đó. Thật tỉnh hả? Đâu nhiều vậy. Thì chú hỏi thiệt con nha, thì đây là lần đầu tiên mà con được chia sẻ ở trên YouTube á về cái bệnh tình và cái hoàn cảnh của gia đình đó, thì con có cảm thấy ngại không? Dạ bình thường. Bình thường hả? Chắc là tại cái lưng đau nên mà ngồi cụp cụp đúng không? Ngồi nó khung khung phải không? Dạ, ngồi thẳng thì nó đau, nó mỏi nó làm biết rồi. Chứ nhiều khi á là em cũng tới, cũng có gặp mấy cái bạn trẻ đó, họ mặc cảm, họ ngại, họ không có tự tin, thì cái đó là cũng đúng, nên là mình cũng giờ thì như thế này nha. Bây giờ cô ngồi kế Lộc đi, cô ngồi bên đây đi. Thì bây giờ nếu mà có một cái hướng mà để mà giúp đỡ cho em nó mà đi khám đó, cô ngước cái mặt lên không, nó bị đau không, không sao đau mới sao. Nếu mà có cái hướng mà giúp đỡ về cái phần tiền nong cho em nó đó, thì gia đình quyết định là đi bệnh viện nào? Dạ. Và cái hướng sẽ điều trị như thế nào để ví dụ như Mạnh Thường Quân ở trên kênh của tụi em họ biết để mà họ có cái hướng giúp đỡ, chứ bây giờ họ không biết. Người là xin vô chị. Ví dụ giúp đỡ bằng tiền mặt đi, nhưng mà phải gia đình phải biết là đi bệnh viện nào, rồi Lộc có phải điều trị được như thế nào các thứ. Chắc là phải nếu mà cái hướng điều trị thì chắc là phải nghỉ học hả? Hay là học online hay là như thế nào? Hỏi cô thử rồi. Tại vì đại học thì không nghỉ được. Tại nghỉ một năm là họ đuổi luôn. Mà nếu mà gấp gì á, kiểu mà giờ là một năm là phải đóng tiền cái năm đó mới được nghỉ. Tức là năm đó không học gì hết mà phải đóng tiền. Phải đóng tiền 25 triệu. Rồi hôm bữa là đóng hết nhiêu rồi? Hôm bữa đóng 13 triệu, giờ còn 10 triệu chưa đóng. 10 triệu. Thì bây giờ tôi nói, bây giờ mình nói hoàn cảnh của tôi vậy đó thì
tôi đóng thêm mười mấy triệu nữa. Ví dụ nếu mà điều trị thì tôi bảo lưu lại năm này. Đã học gần hết một năm chưa? Năm đầu chưa? Chưa. Dạ, đầu. Đang học kỳ 2. Đang học kỳ 2 được mấy tuần? Ông uống nó uống hoài, trời nó ham học cho sức khỏe đó, nó nhiều khi nó thầm mệt, nó thở rồi nó cũng học, nhiều khi ăn vô mệt, nó đêm cũng mệt. Không, tại giờ không học là không biết ra đường hả, tại cũng biết xìu à. Nhưng mà ý là nãy mẹ có nói đó, mẹ phải lo sức khỏe trước rồi mình có sức khỏe mình mới đi học chứ. Con không có sức khỏe rồi. Sức khỏe trước đó, con có biết không? Bây giờ con hỏi chú đây, chú hỏi rồi con trả lời luôn. Giờ con bảo lưu lại được không? Không, điều trị cái đó là cũng chưa chắc nữa. Có nghĩa là tại vì em đang hỏi cái hướng thôi. Nhiều khi là điều trị đúng thuốc hay là đúng bệnh viện thì nó đã đỡ, thì nó sức khỏe nó cũng có, thì nó cũng cố đi học thì cũng được. Thế mình hỏi vậy thôi. Nhưng mà bệnh viện thì bây giờ chưa biết bệnh viện nào ha. Tính quyết định đi bệnh viện giờ thương chưa gãy đó. Cái máy này ai cũng chỉ vậy đi chưa gãy mà tại mình không có tiền đi. Thôi bây giờ như thế này nha. Thì cũng chưa có gọi là gấp, nên là để con đăng cái clip này lên. Dạ. Rồi để cho mọi người á, mọi người họ có cái kinh nghiệm á, thì họ sẽ để cái phần bình luận, họ sẽ góp ý với lại gia đình. Nó sẽ hay hơn ha. Nó thì có gì về cái phần bệnh viện thì tính sao. Dạ. Với thêm nữa thì trước mắt nè, chú xin phép là chú đại diện Mạnh Thường Quân ở trên kênh của chú gửi trước cho con ít tiền, để cái tiền này ví dụ như là để trang trải cái chi phí ở trong nhà trọ nè, cũng như là ví dụ như con có đi khám hay gì hay là đi mua thuốc gì đó thì có để mà sử dụng. Nghe Lộc, như vậy đi, trước mắt mình như vậy ha. Cái mà kiểu mà mình lao động á, với lại là bây giờ là các thứ nó cũng không có được suôn sẻ, nhưng mà khi mà mình có được cái cậu con trai mà học giỏi như vậy thì chắc là cũng mừng lắm, sung sướng lắm. Gác bằng cái nhiều khi ai đi mà ăn không biết ăn phải lo cho con, là cứ là quanh năm suốt tháng là cứ 1-2 giờ sáng là cứ đi vậy thôi. 1 giờ rưỡi đi đó. Sức khỏe của cô như thế nào ngoài bệnh tim ra? Nhức đầu bị viêm xoang nữa mà hơi gác cái cũng qua thức riết á. Như thế này nghe Lộc, hồi nãy chú có nói ha, là thay mặt Mạnh Thường Quân ở trên kênh của chú gửi trước cho con 5 triệu đồng để có cái tiền ví dụ như thuốc thang hoặc là cần thiết sử dụng gì đó nha. Rồi sau đó thì để mà chú đăng lên đi, rồi coi mọi người coi họ góp ý là con đang bị cái vấn đề gì và nên đi ở bệnh viện nào, cái hướng điều trị rồi như thế nào nha. Còn cái việc học không phải là chú góp ý là con phải nghỉ học liền, nhưng mà có một cái là để xem tình hình sức khỏe nó như thế nào mình tính tiếp nha. Con đọc, xin đọc như cô. Đây là thứ nhất là chú Quỳnh Văn Bi là 2 triệu, thứ hai là cô Linh Trần ở Mỹ là 1 triệu, thứ ba là ông Quỳnh Văn Hóa ở Mỹ là 1 triệu và cuối cùng là của chị Mỹ Trần ở Mỹ là 1 triệu, thì tổng cộng là 5 triệu đồng. Thì chú gửi cho con ăn nha. Còn cảm ơn Mạnh Thường Quân. Được rồi, đâu có gì đâu. Nói đi. Còn cảm ơn Mạnh Thường Quân. Hồi nãy hỏi là kinh nghiệm gì từ trước về giờ, từ trước tới giờ có bạn gái hay không? Là không có bạn gái, là tập trung để có cái sự nghiệp. Ví dụ như bây giờ con có một cái công việc nó ổn định, lương, về cái vấn đề lương rồi nó cũng ổn định đó, thì ý là mình kiểu là mình tập trung vô lại mình lo cho mẹ mình hay là như thế nào, hay là để những cái khoản đó là để mà lo tương lai của con? Con cũng biết này. Không tại chưa nghĩ tới đó ha. Chừng nào có được công việc ổn định đi rồi tính tiếp. Với lại là cũng cảm ơn tới vợ chồng của chị Chi ha, rồi anh Phong rất là nhiều đó. Thì họ cũng hàng xóm, họ thấy hoàn cảnh của gia đình như vậy, họ giúp gì thì cũng giúp trong cái khả năng. Cảm ơn anh Phong nhiều nha, cảm ơn vợ chồng của anh. Dạ, chỉ giúp lại thôi, chị trước mắt thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho em đó, có tiền mua thuốc mua men để uống trong mấy ngày này. Chứ bữa hổm chị ra thì thấy nó nằm chỗ chị cũng xót ruột lắm.
giờ nói chung ra thì hồi hồi nhỏ mẹ ba mẹ nó ở chung với hai chồng chị. Dạ. Thì giờ ba nó mất rồi bắt đầu là đi ra riêng ở đó rồi. Hồi nhỏ thì khó nuôi và mẹ nó cũng cho chị đỡ đầu, nó cũng kêu chị bằng má, nhưng mà giờ chị cũng khổ quá, cũng có không có hỗ trợ được cái gì nhiều. Ủa chị là em của con hả? Chị em kết nghĩa thôi. Chị em kết nghĩa thôi. Dạ, kết nghĩa. Ổng mà ba nó kìa. Dạ. Rồi lúc mà ở chung với anh chị là đang mang bầu thằng này. Ừ. Khi đẻ thằng này ra thì nó khó nuôi thì mẹ nó mới cho chị là đỡ đầu. Còn anh Phong là nhà gần đây luôn anh Phong? Cũng gần đây. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều nha anh Phong. Cảm ơn hàng xóm này. Con cảm ơn chú mà nói rồi. Cảm ơn chú gì thôi, vậy được con? Rồi. Một lần nữa thì Good Food xin phép được cảm ơn mọi người đã theo dõi cái clip ngày hôm nay, và cũng mong là thông qua cái clip này mọi người hãy góp ý giùm để mà thứ nhất là Lộc có một cái tinh thần tốt hơn, cũng như là cái việc sức khỏe của Lộc sẽ tốt hơn. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn lại mọi người ở clip sau.